Xin chào các bạn. Hôm nay, Việt Nam Book sẽ giới thiệu đến các bạn cuốn sách Súng vi trùng và thép. Tác phẩm Súng, vi trùng và thép, định mệnh của các xã hội loài người là nỗ lực của Giạt Đai Mừng để giải thích vì sao các nền văn minh Á, Âu bao gồm cả Bắc Phi lại tồn tại được cũng như đã chinh phục các nền văn minh khác. Cùng lúc Giạt Đai Mừng cũng bác bỏ các lý thuyết về sự thống trị của các nền văn minh Á, Âu dựa trên trí tuệ, đạo đức hay ưu thế di truyền. Giạt Đai Mừng lập luận rằng sự khác biệt của quyền lực và công nghệ giữa các xã hội loài người có nguồn gốc từ sự khác biệt về môi trường, trong đó sự khác biệt này được khuếch đại không ngừng. Qua đó, ông giải thích tại sao Tây Âu, chứ không phải các nền văn minh khác trong thế giới Á-Âu như Trung Quốc, lại trở thành thế lực thống trị thế giới. Súng, vi trùng và thép hoàn toàn khác biệt khi cung cấp cho độc giả một khối lượng kiến thức lịch sử, sinh vật, địa lý học khổng lồ được hệ thống hóa và phân tích cặn kẽ mà hoàn toàn không hề gây cảm giác nặng nề, buồn ngủ. Sách tập trung viết về quá trình bành trướng của loài người từ châu Phi ra toàn bộ các lục địa, kéo theo là sự hình thành nền sản xuất nông nghiệp, thuần hóa vật nuôi cây trồng và cả hệ lụy chết người của nó, sự hình thành chữ viết và sự ra đời các hình thái nhà nước đầu tiên vân vân. Tất cả những điều nói trên đều nhằm tìm ra lời giải cốt lõi cho câu hỏi, tại sao lịch sử đã diễn ra trên mỗi châu lục mỗi khác? Hay tại sao lại có nước giàu, nước nghèo và thế giới lại như chúng ta đang thấy ngày nay? Theo lập luận của Giạt Đai Mừng, chính những thuộc tính tự nhiên của lục địa đã khiến cho lục địa này đi trước lục địa khác về sự giàu có, năng lực quân sự, công nghệ vân vân. Những thuộc tính tự nhiên đó không chỉ bao gồm đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng, hệ động thực vật tự nhiên khả dĩ cho việc thuần hóa mà thậm chí hướng trục chính của lục địa cũng là một nhân tố đáng bàn. Dọc theo các chương sách, bạn sẽ bắt gặp không chỉ một lần các thông tin rất thú vị rất có thể sẽ khiến bạn phải bật ra aha ra vậy. Ví dụ, vì sao 20,0005 TCN con người đã có thể băng qua El Bering sang Alaska mà chưa hề có những công nghệ tàu bè? Hay vì sao những đại dịch khủng khiếp nhất thế giới như cái chết đen lại hầu hết xảy ra, hoặc bắt nguồn từ lục địa Âu Á và Bắc Phi? Bên cạnh đó, một số quốc gia có sự phát triển đặc thù không giống hầu hết các nước khác cũng được tác giả dành riêng một chương để phân tích. Chương 16 tại sao Trung Hoa đã trở thành Trung Quốc hay chương 20 người Nhật là ai? Với khối lượng thông tin đồ sộ mà cuốn sách bao hàm nhưng lại được truyền tải một cách đơn giản, rõ ràng đến thế, thật không khó hiểu tại sao Súng, vi trùng và thép lại được liệt vào hàng kinh điển và đem về giải Pulitzer cho tác giả. Tuy nhiên, điểm trừ một chút là có lẽ do cần diễn giải lượng lớn thông tin đi kèm với phân tích nhiều ý bổ trợ, tác giả đã chọn lối văn diễn dịch lặp đi lặp lại gây cảm giác hơi gò bó. Ngoài ra, giá như cách tác giả dẫn dắt độc giả đi từ chương ngọ tới chương kia có thêm một chút sáng tạo, bìa sách được thiết kế bắt mắt hơn thì có lẽ sẽ còn tạo được nhiều hứng thú hơn cho người đọc. Một trong những điều mà tôi yêu thích ở cuốn sách này, đó là cảm giác dài rộng mà cuốn sách tạo ra với góc nhìn của tôi. Để diễn tả thì đại khái giống như thể tôi đang từ trên cao, nhìn xuống toàn cảnh trái đất khắp các châu lục đang vùn vụt lướt qua lịch sử của 13,0005. Góc nhìn này thực sự giá trị vì nó giúp tôi có cái nhìn tổng quát hóa và hiểu được quy luật có tính nguyên nhân, hệ quả của những gì đã xảy ra, điều mà 12 năm học lịch sử đã không làm được. Hiểu được chuỗi nguyên nhân, hệ quả này cũng chính là hiểu được mẫu hình lớn nhất của lịch sử, từ đó cho phép ta nhìn về tương lai và dự đoán nó, nhằm biến đổi tương lai sao cho gần hơn với thế giới mà mình mong muốn. Hy vọng review sách của Việt Nam Book sẽ hữu ích đối với bạn. Chúc các bạn đọc sách vui vẻ.